vui được gặp lại quý vị trong chương trình tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình FVNC. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với số cuối cùng của tạp chí ngân hàng năm nay 2013. Và chương trình hôm nay sẽ bao gồm những nội dung đáng lưu ý sau đây. Thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước tiếp tục giữ độc quyền xuất nhập khẩu vàng. Phân loại khoản vay theo chuẩn mới, nợ xấu có thể tăng vọt. Năm 2014, Nhật sở hữu lợi nhiều nhất khi Fed cắt giảm QE3. Và sau đây xin mời quý vị đến với những thông tin chi tiết. Phát biểu tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng tại Hà Nội sáng ngày 26 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo ngân hàng nhà nước tiếp tục giữ độc quyền về xuất nhập khẩu vàng. Trong năm 2013, ngân hàng nhà nước đã thực hiện thành công việc bóc tách toàn bộ vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng. Đến nay, cơ quan này vẫn tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng để ổn định cung cầu trên thị trường. Trong năm 2014, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ độc quyền xuất nhập khẩu vàng miếng, vì đây cũng giống như là ngoại tệ. Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo không cho phép huy động cho vay vàng trở lại, đồng thời có chính sách huy động nguồn lực vàng cất trữ trong dân để đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Cũng trong buổi hội nghị sáng ngày 18 tháng 12, Thủ tướng nhắc lại nhiệm vụ ổn định lạm phát là của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, mục tiêu lạm phát năm 2014 ưu tiên ở mức 6,5-7% để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Ngày 18 tháng 12, thì Google chính thức công bố những tìm kiếm phổ biến nhất trên Google trong năm 2013 tại Việt Nam. Và theo đó, thì vàng đứng đầu danh sách tìm kiếm nhất trong năm này. Việc giá vàng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2013, nhiều đánh giá cho rằng do sự dao động giá mạnh từ đầu năm. Thêm vào đó, người dân Việt Nam cũng có xu hướng tích trữ vàng nhiều. Giá vàng được tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 4 và tháng 6, đặc biệt được quan tâm nhiều nhất tại các thành phố như Quảng Ngãi, Bình Định và Đắk Lắk. Đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những từ, cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong năm của Google là điệu nhảy ngựa Gangnam Style. Đứng ở vị trí thứ ba là bộ phim hoạt hình về chú mèo máy Doraemon. Thống kê của Google cho thấy, danh sách dẫn đầu về các sản phẩm công nghệ mà người Việt tìm kiếm trong năm qua, chủ yếu về các sản phẩm của các thương hiệu như Apple, Nokia, Samsung. Cụ thể về công nghệ, sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất gồm các sản phẩm iPhone 5S, Nokia Lumia 520, Samsung Galaxy S4, iPhone 5C, iOS 7, Samsung Galaxy S3, Nokia Lumia 620, Nokia 206, iPad Air, Nexus 5. Google cho biết đưa ra danh sách Google ZGS cuối năm nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về xu hướng tìm kiếm của người dùng trực tuyến trong năm 2013 qua những tìm kiếm trên Google tại Việt Nam. Google công bố danh sách tìm kiếm trên Internet hàng năm ZGS và cuối mỗi năm dựa trên hàng tỷ những tìm kiếm trong năm đó. Còn nửa năm nữa thì thông tư 02 về phân loại các khoản vay mới có hiệu lực thi hành. Nhưng đến nay thì đã có nhiều ý kiến e ngại chuyện phân loại khoản vay theo chuẩn mực mới có thể sẽ khiến tỷ lệ nợ xấu của nhiều ngân hàng tăng lên rất mạnh. Và trước đó thì thông tư 02 quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng tại các ngân hàng đã được hoãn thực hiện một năm thay vì dự kiến ban đầu là tháng 6 năm 2013. Sau một năm trì hoãn, mốc thời điểm tháng 6 năm 2014 sẽ là lúc các ngân hàng buộc phải phân loại lại tất cả các khoản cho vay theo chuẩn mực mới. Đây là thước đo giúp các ngân hàng trong nước tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế về phân loại nợ vay. Nhưng quy định này cũng được cho là sẽ khiến tỷ lệ nợ xấu nhiều ngân hàng vọt lên mức báo động, có thể từ 10-20%. Theo ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thông tư 02 có thể đẩy một số ngân hàng tới gần nguy cơ đổ vỡ. Nhiều ngân hàng vì vậy đã cùng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét hoãn thêm thời điểm bắt đầu áp dụng quy định này. Theo đó, đã có những đề xuất thậm chí kéo dài tới năm 2015 và 2016. Còn tại buổi họp báo về định hướng hoạt động cho năm 2014, đại diện Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước lại cho rằng không thể trì hoãn thông tư 02 thêm nữa. Tổng kết năm 2013, lượng kiều hối đổ về Việt Nam năm nay được dự báo là có thể đạt đến 11 tỷ đô la, nghĩa là tăng khoảng 7%, bất chấp những khó khăn chung của các nền kinh tế lớn, những nơi xuất phát điểm quan trọng của nguồn kiều hối hàng năm. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, dòng kiều hối đổ về Việt Nam năm nay có thể đạt gần 11 tỷ đô la. Trong một nhận định về triển vọng kiều hối toàn cầu, Việt Nam cũng được xếp vào nhóm 10 nước có thu nhập trung bình nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Nếu so với năm 2001, kiều hối về Việt Nam đến nay đã tăng lên gấp 10 lần. Trước thời điểm Việt Nam trở thành thành viên của WTO, lượng kiều hối tăng đều khoảng 500 triệu đô la một năm, nhưng sau năm 2006 thì kiều hối hàng năm đều có mức tăng lớn. Khủng hoảng kinh tế thế giới có làm dòng kiều hối tạm giảm nhẹ vào năm 2009, nhưng đã tăng đều trở lại suốt từ năm 2010 tới nay. Hiện đây chỉ là lượng kiều hối được thống kê lại qua kênh chính thức của hệ thống ngân hàng. Ghi nhận tới thời điểm những ngày cuối năm 2013 cho thấy, hầu hết các công ty kiều hối đều đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh số chuyển tiền năm nay.
Và mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 10%, thưa quý vị. Đây là tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2013 theo như dự báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, tính đến 24 tháng 12 này thì tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã đạt 9,5% và đến cuối năm 2013 có thể vượt con số 10%. Đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng tín dụng đang tăng trưởng rất sát với tăng trưởng GDP. Vào năm 2012, tăng trưởng GDP là 5,02% thì tín dụng tăng 8,91%. Do đó, khi GDP tăng 5,42% vào năm 2013 thì tín dụng tăng trên 10% là hợp lý. Hơn hết, hiệu quả của nền kinh tế đang được cải thiện rõ nét nếu nhìn vào so sánh này. Trước đây, để tăng được 1% GDP thì tín dụng phải tăng từ 5 đến 6%. Nay cũng với mức tăng GDP như vậy thì tín dụng chỉ cần tăng dưới 2%. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của tạp chí ngân hàng kỳ này. Và Phiến xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ kênh FVNC để theo dõi phần 2 với các nội dung nổi bật sau đây. Làm sao để thế chấp tài sản của người mất năng lực hành vi dân sự? Năm 2014, Nhật Bản sở hữu lợi nhiều nhất khi phép cắt giảm QE3.